Anh Quốc đang bị đe dọa an ninh chưa từng có tên từ London Anh Quốc. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội an Theresa May nói rằng Anh Quốc đang đối diện với sự đe dọa an ninh chưa từng có kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, là ngày khủng bố đã tấn công tòa tháp đôi ở New York. Bộ trưởng May cho biết chính phủ sẽ đệ trình cho Quốc hội dự luật chống khủng bố vào ngày thứ Tư 26 tháng 11 để đối phó với các mối đe dọa. Bộ Nội an của Anh Quốc đã nêu lên con số người Anh Quốc đã ra hải ngoại tham chiến với các nhóm Hồi giáo, và con số người này là sự đe dọa an ninh lớn nhất của Anh Quốc. Dự luật sẽ cho phép chính quyền có nhiều quyền lực hơn để kiểm soát những người ra hải ngoại tham chiến. Cảnh sát và lực lượng biên phòng có thể giữ sổ thông hành và vé phi cơ của những người đáng tình nghi trong thời gian là 30 ngày. Bộ trưởng May cho biết từ khi khủng bố đánh bom tự sát ở London làm 52 người bị thiệt mạng, lực lượng an ninh Anh Quốc đã phá vỡ 40 âm mưu tấn công khủng bố ở Anh Quốc. Những âm mưu này gồm có âm mưu tấn công trên đường phố theo kiểu tấn công bằng súng ở Mumbai trong năm 2008, âm mưu đánh thuốc nổ thị trường chứng khoán London, làm nổ các chuyến bay, ám sát một đại sứ Anh và quân nhân Anh. Bộ trưởng May giải thích rằng dự luật nhằm làm giảm nguy hiểm đe dọa nước Anh từ những người qua Syria, Iraq tham chiến trở về. Dự luật cũng sẽ cho phép lực lượng an ninh theo dõi bọn khủng bố trên hệ thống Internet, xác định những kẻ nào đã dùng Internet trong khoảng thời gian nào đó. Bộ trưởng May đã nêu lên các biện pháp an ninh sau khi một viên chức cảnh sát cao cấp của Anh Quốc nói rằng lực lượng an ninh lo ngại sẽ có những vụ tấn công kiểu chó sói đơn độc. Ông Bernard Hogan Huey, là chỉ huy trưởng cảnh sát London, nói rằng những kẻ trở về từ chiến trường Syria, Iraq sẽ huấn luyện những người mà chúng tiếp xúc và biết rõ chiến thuật muốn dùng.